Xin chào các bạn học sinh đã đến với tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, các bạn chuẩn bị giúp cô sách tiếng Việt và bút chì nhé. Các em ơi, các em có hay về quê thăm ông bà không? Cô tin chắc là các bạn lớp mình thường về quê vào những dịp khác nhau để thăm ông bà. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ theo chân bạn nhỏ về thăm quê ngoại của bạn ấy thông qua bài tập đọc Về quê ngoại nhé. Qua tiết học này, các em cần đạt được các mục tiêu sau: đọc đúng và trôi chảy toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc thơ Lục Bát, hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài đọc. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt trang 133, lắng nghe cô đọc mẫu toàn bài và đọc thầm theo cô nhé. Về quê ngoại, em về quê ngoại nghỉ hè, gặp đầm sen nở mà mê hương trời, gặp bà tuổi đã 80, quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa, gặp trăng gặp gió bất ngờ, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu, bạn bè ríu rít tìm nhau, qua con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Về thăm quê ngoại lòng em, yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người. Em ăn hạt gạo lâu rồi, hôm nay mới gặp những người làm ra, những người trên đất thật thà, em thương như thể thương bà ngoại em. Chữ Văn Long. Bài thơ gồm hai khổ thơ. Khổ 1, từ em về cho đến trôi êm đềm. Khổ 2, từ về thăm cho đến bà ngoại em. Để đọc đúng và hay, khi đọc, các em cần lưu ý phát âm đúng các từ sau: bất ngờ, các em nhớ đọc đúng vần ất trong tiếng bất; ríu rít, khi đọc, các em lưu ý phát âm đúng âm r và vần ít trong tiếng rít; rực màu, đối với từ này, các em nhớ đọc đúng vần ức trong tiếng rực; mát rợp, các em nhớ đọc đúng vần át trong tiếng mát và vần ớp trong tiếng rợp. Các em cùng đọc lại theo cô các từ này một lần nữa nhé: bất ngờ, ríu rít, rực màu, mát rợp. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ khó trong bài nhé. Hương trời, ý nói đầm sen nở hoa, tỏa hương thơm ngát cả không gian. Chân đất, ý nói về người nông dân. Như vậy, các em đã nắm được một số từ khó trong bài. Và để đọc bài này hay hơn nữa, các em chú ý ngắt nghỉ hơi cho hợp lý, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả nhé. Các em hãy sử dụng bút chì để đánh dấu vào sách tiếng Việt, sau đó đọc lại theo cô. Em về quê ngoại nghỉ hè, gặp đầm sen nở mà mê hương trời, gặp bà tuổi đã 80, quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa, gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu. Bạn bè ríu rít tìm nhau qua con đường đất rực màu rơm phơi. Bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Bây giờ các em hãy tự luyện đọc một lần nữa cả bài nhé. Để hiểu hơn nội dung bài tập đọc này, cô mời các em sang phần tìm hiểu bài. Các em hãy đọc thầm khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi: Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Cô tin chắc các em đã tìm được câu trả lời rồi đúng không nào? Dựa vào câu thơ, ở trong phố chẳng bao giờ có đâu, chúng ta dễ dàng biết rằng bạn nhỏ thành phố về thăm quê ngoại. Vậy, quê ngoại bạn đó ở đâu nhỉ? Đúng rồi, quê ngoại của bạn đó ở nông thôn. Cảnh vật cũng như con người ở quê rất khác, không giống như khi ở thành phố, nên đã khiến bạn nhỏ cảm thấy có rất nhiều điều lạ. Vậy, bạn nhỏ thấy ở quê có những gì lạ nhỉ? Khi bạn nhỏ về quê, bạn đã thấy những điều mới lạ ở quê là gặp đầm sen nở mà mê hương trời, gặp trăng gặp gió bất ngờ, qua con đường đất rực màu rơm phơi, bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm. Các em biết không, vào ngày mùa, sau khi thu hoạch lúa, người nông dân thường mang rơm rạ ra phơi ngay hai bên đường, nên đã làm cho đường làng rực rỡ màu vàng. Ở quê, hai bên đường làng thường được trồng tre, tre cao lớn và tỏa bóng mát cho đường đi. Ban đêm, thành phố có nhiều đèn điện nên không nhìn rõ trăng như ở nông thôn. Khi trăng khuyết, vầng trăng trông giống như thuyền chèo của người lái đò đó các em. Bây giờ các em hãy đọc lại khổ thơ 2 và cho cô biết bạn nhỏ nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo. Đúng rồi đấy, họ là những con người thật thà. Bạn nhỏ thương họ như thương những người thân ruột thịt, thương như bà ngoại của mình. Trong chuyến về thăm quê ngoại, bạn nhỏ đã gặp những người làm ra hạt gạo trắng ngần mà chúng ta ăn trong mỗi bữa cơm. Vậy theo em, chuyến về thăm quê ngoại đã làm bạn nhỏ có gì thay đổi? Đúng rồi, đó cũng chính là nội dung của bài tập đọc ngày hôm nay. Bạn nhỏ về thăm quê ngoại, bạn đã thấy yêu thêm cảnh vật ở quê, yêu những người nông dân làm ra lúa gạo. Vừa rồi các em đã luyện đọc và tìm hiểu bài về quê ngoại. Các em hãy học thuộc lòng bài thơ và trả lời các câu hỏi một lần nữa nhé. Cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.